Và cuối cùng, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi phóng sự cộng đồng do Bùi Văn Bằng thực hiện gửi từ North Carolina. Tôi Bùi Văn Bằng xin kính chào quý vị. Hôm nay Chủ nhật ngày 25 tháng 8 năm 2019, Hội các bà mẹ Công giáo thuộc Giáo xứ Thánh Giuse, thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina mừng lễ bổn mạng bà Thánh Monica. Với mục đích giúp các bà mẹ Công giáo trở nên những người mẹ thánh, hầu gia đình trở nên thánh, từ đó giáo hội và xã hội có được những người con ngoan, đạo đức thánh thiện. Đại diện hội nói lên tấm gương nhân đức của bà Thánh Monica. Khi bước vào cuộc sống gia đình, Monica đã gặp cảnh cơm không lành, canh không ngọt. Và đây chỉ là bước đầu của sự đau khổ. Cũng giống như chúng ta ngày nay, các bà vợ và các bà mẹ đôi khi cũng gặp những hoàn cảnh không khác Thánh nữ Monica bao nhiêu. Một tấm gương sáng ngời của Thánh nữ Monica, Hội các bà mẹ Công giáo đã chọn Thánh Monica làm quan thầy để sống theo gương của Thánh nữ. Cha chủ tế chia sẻ và chúc mừng hội các bà mẹ. Hôm nay là một ngày rất là vui và đầy ý nghĩa. Riêng ai cũng biết là vai trò của người mẹ trong gia đình là một thiên chức cao quý vô cùng. Từ ngày xưa Thiên Chúa đã tạo dựng và trao ban cho con người là một thiên chức không thể thiếu. Một gia đình trở nên tốt và đạo đức thánh thiện hay không, con cái có nên người hay không, đó là do người mẹ. Cho nên ông bà mình mới nói là con ngoan tại ai, mà tại mẹ. Cháu ngoan thì tại gì? Tại bà, đúng không? Tại Việt Nam có đẹp không? Trong Việt Nam mình không nói cái tốt mà nói cái xấu không ạ? Cho nên sang Mỹ để mình đổi thay thì siêu nói cho nó tốt hơn nhé. Bây giờ mình không nói là con hư hạng nghèo nữa gì. Con ngoan là tại ai? Tại mẹ. Con mình ngoan là nhờ ai? Nhờ mẹ. Cháu ngoan là nhờ bà. Đấy, nói cái điều gì cho nó tích cực cái xíu ha. Cho nên trong một gia đình anh xem cái tốt lành cũng thiệt là nhờ chúng ta mẹ và trong người mẹ gia đình của mình. Mừng và cảm ơn quý hội một tràng pháo tay. Bà Thánh Monica đã kiên trì cầu nguyện trong nước mắt, trong sự nhẫn nại suốt thời gian rất dài, không bao giờ nản lòng. Đã đem lại kết quả tốt đẹp cho gia đình, chồng, mẹ chồng và con, trở nên đạo đức thánh thiện. Đặc biệt người con Agostino đã sống đời tận hiến, làm linh mục, rồi làm giám mục, sau cùng là tiến sĩ lừng danh của hội thánh. Đó là lý do Thánh Monica làm quan thầy các bà mẹ Công giáo. Bà mẹ Công giáo phải biết lo phần xác và phần hồn cho chồng con, đặc biệt là phần hồn, nhất là phải giáo dục đức tin cho con cái mình. Tôi Bùi Văn Bằng ghi nhận hình ảnh Hội các bà mẹ Công giáo thuộc Giáo xứ Thánh Giuse, thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina mừng lễ bổn mạng bà Thánh Monica trước khi ra về lãnh nhận phép lành và ra về trong niềm vui hân hoan của một ngày lễ bổn mạng. Kính thưa quý vị, bản tin Hoàn Trình Đốn tối nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến xin email về washingtondc@sbtn.tv. Bích Phượng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị có một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Ban tổ chức Ngày Hội Ngộ Sư Đoàn Chính Bộ Binh Quân lực Việt Nam Cộng Hòa năm 2019 trân trọng kính mời quý niên trưởng, quý huynh trưởng và quý chiến hữu Việt Nam Cộng hòa Hải ngoại, quý huynh trưởng, quý niên trưởng và quý chiến hữu sư đoàn chính quân lực Việt Nam Cộng hòa Hải ngoại, quý hội đoàn cựu quân nhân Nam California, quý hội đoàn dân sự, quý hội ái hữu Nam California, quý truyền thông, truyền hình, báo chí Nam California cùng toàn thể quý đồng hương và quý thân hữu vui lòng dành chút thời giờ quý báu đến tham dự buổi họp mặt của Đại gia đình Sư đoàn Chính Bộ Binh Quân lực Việt Nam Cộng Hòa khắp nơi tại hải ngoại về đoàn tụ, được tổ chức tại địa điểm nhà hàng Paracel Seafood 15583-15589 Brookhurst Street, Westminster, California. Thay mặt ban tổ chức Trần Văn Hoạch, số phone 619-446-8572.